Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cảnh báo bệnh thủy đậu quay bị vào cao điểm, trẻ em cấp cứu vì biến chứng viêm phổi. Mua bảo hiểm tàu cá, ngư dân mòn mỏi chờ chính sách. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá ổ mại dâm núp bóng tiệm spa với giá 1,2 triệu đồng một lượt. Tái canh cà phê khó về đích như dự kiến. Thưa quý vị, thời gian này đang là giai đoạn cao điểm của bệnh thủy đậu và quai bị. Hiện mỗi ngày, khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 7 ca mắc bệnh điều trị tại khoa. Tuy là hai bệnh truyền nhiễm lành tính, song nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách thì có thể dẫn đến biến chứng và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đây là em bé hơn 3 tháng tuổi của chị Nguyễn Thị Thúy G, quê Tiền Giang, nhập viện trong tình trạng biến chứng viêm phổi do mắc thủy đậu, hô hấp kém, phải thở máy. Sau điều trị 3 ngày, tình trạng sức khỏe của bé đã cải thiện nhưng vẫn xuất hiện nhiều ban bọng nước trên mặt và toàn thân. Hiện mỗi ngày, khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh có bình quân khoảng 5 trẻ mắc bệnh thủy đậu và 1 tới 2 trẻ mắc bệnh quai bị nằm điều trị tại khoa. Còn tháng 4, tháng 5 chính là cái đỉnh điểm của nó, thành ra số ca nhập viện cũng nhiều. Cái bệnh này nó lây rất là dữ, nếu năm nay mà không bị á thì sang năm thế nào cũng bị. Cái bệnh thủy đậu thì có thể gây tử vong á. Có thể nó nhiễm trùng huyết gây tử vong hoặc là viêm phổi nặng gây tử vong. Bệnh thủy đậu, quai bị thường bắt đầu từ tháng 12, nhưng số trẻ mắc bệnh tăng lên vào tháng 4, 5, 6. Trẻ mắc bệnh thủy đậu dưới 3 tháng tuổi phải đưa đi bệnh viện sớm vì dễ bị biến chứng như viêm phổi, nhiễm trùng da. Cha mẹ cũng không nên dùng nước lá tắm cho trẻ. Đối với bệnh quai bị, bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh không nên đắp gì lên mặt trẻ. Khi trẻ ói nhiều, nên đưa đến bệnh viện để khám ngay vì có thể trẻ sẽ bị biến chứng viêm bàng não. Ngoài ra, cần hạn chế cho trẻ chạy nhảy. Chương trình bình ổn thị trường năm 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa được ban hành. Theo đó sẽ tập trung ưu tiên thực hiện bình ổn sữa, thuốc chữa bệnh và các mặt hàng phục vụ năm học mới. Các mặt hàng sữa tham gia bình ổn thị trường gồm sữa bột dành cho trẻ em, sữa bột dành cho bà mẹ mang thai, sữa bột chức năng dành cho người cao tuổi, người bệnh, người gầy, giảm cân và bệnh tiểu đường, sữa nước dinh dưỡng bổ sung vi chất, sữa nước, sữa chua uống và cacao. Lượng sữa tham gia bình ổn thị trường là 1.868,64 tấn một năm và 3.957.595 lít sữa bột một năm, chiếm từ 30-35% mức tiêu dùng của thị trường thành phố. Các mặt hàng thuốc thiết yếu phục vụ bình ổn thị trường gồm 21 nhóm thuốc sản xuất trong nước, trị các bệnh thường gặp ở nhiều người, các bệnh mãn tính có nhu cầu sử dụng nhiều. Số lượng thuốc bình ổn chiếm 50% nhu cầu của các nhóm thuốc thiết yếu người dân thành phố sử dụng trong năm. Trong khi đó, các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học mới gồm tập vở, cặp, ba lô, túi sách, đồng phục học sinh, giày chiếm từ 35-50% nhu cầu tiêu dùng của học sinh sinh viên trên địa bàn. Thưa quý vị, lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đang đến rất gần. Dịp này người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục nên có thời gian đi du lịch. Cũng chính vì thế mà nhiều đơn vị lữ hành đã sớm tung ra các chùm tour du lịch trong và ngoài nước độc đáo với giá ưu đãi và nhiều lựa chọn. Năm nay, người lao động được nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và kèm theo kỳ nghỉ cuối tuần đến 4 ngày liên tiếp nên nhu cầu du lịch của khách tăng cao. Do đó, ngay từ giữa tháng 2, các công ty du lịch lữ hành đã sớm tung ra nhiều chùm tour trong và ngoài nước khuyến mãi đặc biệt, giảm giá từ 30-50%. Một số tour phổ biến đi các nước lân cận như Malaysia, Singapore bao trọn dịch vụ từ 13 triệu đồng, giảm còn 10 triệu đồng một người. Tour Campuchia 5,5 triệu đồng, giảm còn 4,5 triệu đồng. Tour Myanmar 13 triệu đồng, giảm còn 11 triệu đồng. Thì các cái chùm tour của bên Anh sẽ giảm giá từ khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm trước cũng như là so với thị trường. Những cái tuyến như là tuyến đi Hà Nội, Hạ Long, Sa Pa thì tụi anh cũng chạy những cái giá giống như bình thường. Và thêm vào đó nữa là cái hành trình này tụi anh cố gắng lấy được cái giá thật là thấp cho vé máy bay của khách. So với năm ngoái, thị trường tour du lịch dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay sôi động và hút khách hơn. Nhiều tour đến Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc giá rẻ nhanh chóng được đặt kín chỗ từ sớm. Bên cạnh đó, các tour du lịch ngắn ngày trong nước khám phá biển đảo Nam Du, Bình Lập hay tham quan di tích lịch sử trong nước ở Hà Nội, Huế cũng có chương trình ưu đãi tương tự và rất được ưa chuộng. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hiện nay hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề trên cả nước đang khá giống nhau về chức năng, nhiệm vụ nên đã bộc lộ nhiều bất cập gây lãng phí ngân sách nhà nước. Sự sáp nhập các trung tâm này lại được coi là điều cần thiết, nhận được sự ủng hộ từ các đơn vị liên quan, ghi nhận tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
được đầu tư 30 tỷ đồng với cơ sở vật chất khá đồng bộ. Thế nhưng hiện tại, trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân không có bất kỳ một học viên nào. Các phòng thực hành phủ đầy bụi, màn nhện, nhiều máy móc cũng đã rỉ sét do lau cày không được sử dụng. Khu ký túc xá của học viên với 11 phòng cũng đang khóa cửa bỏ không. Trong khi đó, trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện cũng trong tình trạng tương tự. Mặc dù được đầu tư đầy đủ, thế nhưng năm học 2016-2017, trung tâm chỉ có 92 học sinh. Khó khăn của trung tâm giáo dục thường xuyên hiện tại là nhất là về cái công tác tuyển sinh. Trên địa bàn huyện Thường Xuân có những 3 trường phổ thông đặt, cho nên là các trường phổ thông tuyển sinh nó cũng chưa đạt hiệu quả, cho nên là học sinh để vào của giáo dục thường xuyên nó cũng rất là ít. Theo thống kê, Thanh Hóa hiện có 11 địa phương đang tồn tại cả trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề. Thực tế hiện nay, hoạt động của các trung tâm đang bộc lộ nhiều bất cập. Trước thực tế này, Ủy ban nhân dân tỉnh đang thực hiện đề án sáp nhập các trung tâm lại. Chủ trương này nhận được sự đồng tình của các đơn vị thực hiện. Hướng mà sáp nhập trung tâm dạy nghề với lại trung tâm giáo dục thường xuyên, theo tôi nghĩ là trong giai đoạn này là nó là phù hợp, tận dụng được cơ sở vật chất, tận dụng được đội ngũ giáo viên và định hướng nghề nghiệp của em là rất rõ. Thực tế trong quá trình sáp nhập các trung tâm sẽ còn phải giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc về nhiều mặt. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành liên quan để đáp ứng tốt hơn, hiệu quả hơn nhu cầu đào tạo nghề và tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn của các địa phương. Thưa quý vị, theo Nghị định 67, sau là Nghị định 89 của Chính phủ, tàu cá có công suất từ 400 CV trở lên sẽ được hỗ trợ 90% chi phí khi chủ tàu mua bảo hiểm thân tàu. Sau khi nghị định tạm dừng vào cuối năm 2016, Chính phủ đã thống nhất tiếp tục triển khai việc hỗ trợ cho ngư dân thêm năm 2017. Tuy nhiên, đến nay đã gần hết tháng 4, nhưng ngư dân vẫn chưa được tiếp tục mua bảo hiểm theo chính sách này. Phản ánh của phóng viên tại tỉnh Quảng Ngãi, địa phương có nhiều tàu cá nằm trong diện hỗ trợ. Tưởng chừng sẽ được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu cho 2 tàu cá có công suất 1.500 mã lực khi Chính phủ tiếp tục triển khai nghị định 67 trong năm nay. Nhưng không thể chờ đợi lâu hơn nữa, ông Nguyễn Sáu tại xã Phủ Thành, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định mua bảo hiểm tự nguyện. Thay vì mua một năm như khi được hỗ trợ, ông chọn mua 3 tháng bởi số tiền bỏ ra cho một năm bảo hiểm là khá lớn, trong khi việc đánh bắt gần đây gặp nhiều khó khăn. Mua nguyên một năm là tại vì cái tiền cái chi phí lớn quá, thành mua một lần là xếp 70 triệu là nó không có đủ tiền, cho nên mua lần và đồng thời mình cũng mua cho tạm thời cho nó qua ngày thôi, chứ còn cái mua 3 tháng thì cái đất bồi thường thiệt hại nó thấp quá. Không riêng gì ông Sáu, hầu hết ngư dân tại huyện Đức Phổ hiện cũng phải chọn phương án mua bảo hiểm tự nguyện ngắn hạn để có thể tránh khỏi cảnh trắng tay khi không may tàu cá gặp nạn. Điều bất an của ngư dân không chỉ là việc phải bỏ ra nhiều tiền để mua bảo hiểm, mà còn là giá trị của bảo hiểm tự nguyện thấp hơn nhiều so với bảo hiểm theo chính sách. Theo các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi, trong 2 năm 2015-2016, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 5.000 lượt tàu thuyền mua bảo hiểm thân tàu. Mặc dù Nghị định 67 đã được Chính phủ thống nhất gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2017, nhưng nhiều ngư dân của địa phương vẫn phải chọn mua bảo hiểm tự nguyện ngắn hạn do chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm tàu cá trong năm nay vẫn chưa được triển khai. Tại tỉnh Bình Phước, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước vừa cho biết, tính đến hết năm 2016, tổng số thiệt hại do mưa lớn kèm theo dông, lốc xoáy trên địa bàn tỉnh Bình Phước lên tới 750 tỷ đồng. Năm 2016, trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tuy không ảnh hưởng trực tiếp của các trận bão, áp thấp nhiệt đới, nhưng lại có nhiều thiên tai khác như hạn hán, nắng nóng, lũ, lốc xoáy, sét đã diễn ra ở hầu hết các địa phương, gây thiệt hại đáng kể tài sản của nhân dân. Trong đó, thiên tai đã làm 6 người chết, 8 người bị thương, 664 căn nhà bị ngập, tốc mái, sập. Tổng diện tích cây trồng các loại bị thiệt hại là gần 30.000 hecta, trong đó thiệt hại do hạn hán gây ra là hơn 28.000 hecta, gần 2.800 hecta bị mất trắng. Diện tích còn lại bị giảm năng suất từ 30 đến 70%. Thiệt hại do thiên tai khác là 1.386 hecta, ước thiệt hại là 750 tỷ đồng. Theo đánh giá, khi thiên tai xảy ra vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, gồm công tác chỉ huy, lực lượng, phương tiện vật tư và hậu cần tại chỗ, nên hạn chế đến kết quả thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Từ sự đam mê và tình yêu nghệ thuật, sau nhiều năm mày mò nghiên cứu, nhiều sản phẩm hoa làm bằng len được tạo nên từ bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ thôn 4, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, đã thổi hồn vào nhiều loại hoa đặc trưng của phố núi cao nguyên. Đây là cơ sở sản xuất của một số sản phẩm từ len sợi của các chị em phụ nữ thôn 4, xã Tà Nung, Đà Lạt. Bắt đầu đây chỉ là những sản phẩm được các chị làm thêm trong những lúc trong nhàn.
dần nay đã trở thành ngành nghề chính để phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài nước. Em lấy từ những cái bông hoa thực tế mình đưa vô cái sản phẩm bằng len á, xong để mình làm. Mà cái này mình tạo một cái nét riêng cho Đà Lạt của mình luôn. Đã tìm lối đi riêng cho mình, bên cạnh các sản phẩm như áo dài, váy, giỏ, mũ được bóc bằng len sợi, các chị em ở đây còn lựa chọn hoa móc để làm sản phẩm đặc trưng với đa dạng mẫu mã và chủng loại hoa như hoa hồng, salem, hồng môn, lily, lan dền, cúc. Hiện cơ sở đang tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho 10 chị em trong vùng. Công việc này làm đòi hỏi mình phải tỉ mỉ, kỳ công, phải cẩn thận. Đến nay mình cũng đã hoàn thành được sản phẩm, làm được bông hoa cũng rất đẹp, mình thấy rất vui. Qua cái mô hình này đã tạo được cái công ăn việc làm cho chị em, cái thời gian nhàn rỗi, nhất là qua cái mùa thu hoạch cà phê. Hội cũng rất là phấn khởi để có cái mô hình này, để có thêm thu nhập cho chị em. Đặc biệt, các sản phẩm ở đây không chỉ được cung cấp cho các thị trường trong nước, mà còn được xuất khẩu sang nhiều nước khác như Pháp, Ấn Độ, Úc, Canada. Tiếp theo chương trình là các thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng tổ chức mua bán dâm tại một spa vừa phát hiện trên địa bàn quận 7. Sau một thời gian theo dõi, ngày 18 tháng 4, các trinh sát bất ngờ đột kích vào tiệm spa nằm trong khu dân cư cao cấp Hương Gia 1, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, trong tiệm còn có 6 cô gái khác cũng đang chờ khách đến để phục vụ. Được biết, spa này do một phụ nữ tên Hiền chưa rõ lai lịch làm chủ. Hiền tuyển những cô gái trẻ đẹp đến từ các tỉnh miền Tây làm tiếp viên cho quán. Những tiếp viên ở đây không được trả lương và sống chủ yếu bằng tiền bo và bán dâm cho khách. Để trong kho tiệm, Hiền thuê Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1973, quê Bến Tre, làm quản lý tiệm với giá 4 triệu đồng một tháng. Nhiệm vụ của Tuyền là thu tiền và ghi chép số lượt bán dâm của tiếp viên để cuối ngày chi tiền. Theo đó, nếu khách vào massage, Tuyền sẽ thu tiền vé 200 ngàn đồng, còn tiền bo thì nhân viên được hưởng. Khi khách có nhu cầu, Tuyền sẽ thu thêm 1,2 triệu đồng. Trong đó, gái bán dâm phải trích lại cho Hiền 300 ngàn đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 4, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế Công an thành phố Pleiku đã thu giữ một số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Theo đó, Đội Quản lý Thị trường lưu động thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế Công an thành phố Pleiku đã bắt quả tang tại số nhà 15 Trần Bội Cơ của bà Lê Thị Thu Ngọc một lượng lớn mỹ phẩm và các nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Đoàn kiểm tra đã phát hiện khoảng 300 thùng các tông các loại, vỏ son môi, bột màu, hương liệu, tem nhãn mát và hơn 5.000 cây son môi thành phẩm không rõ xuất xứ nguồn gốc. Tại thời điểm đoàn kiểm tra, chủ cơ sở này đã không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm đếm, niêm phong và tịch thu số hàng trên, đưa về Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 19 tháng 4, Công an quận 6 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ và lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Ngọc Phụng, sinh năm 1979, thường trú tại Hưng Phú, phường 4 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến vụ việc mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 4, cơ quan điều tra Công an quận 6 đã đột kích căn nhà tại số 293B, bãi Sậy, phường 4 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Phụng, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Công an quận 6 đã thu giữ nhiều bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng, hàng chục gói tép ma túy đã được phân ra thành nhiều loại. Với số lượng gần 60 gram ma túy đá, 1 cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ để chơi ma túy và tăng vật là các dụng cụ để phục vụ việc bán ma túy. Theo ghi nhận từ cơ quan điều tra, đối tượng Phụng khai nhận lấy ma túy từ một nam thanh niên tên Tiến chưa rõ lai lịch, sau đó dùng dụng cụ phân lẻ để bán lại kiếm lời. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc trên. Nối tiếp chương trình là thông tin về an toàn giao thông. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 4, tại km 1831 trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe tải làm 2 người bị thương nặng, 4 phương tiện hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc xe tải biển số 60C03821 chưa rõ họ tên người điều khiển, lưu thông theo hướng Long Khánh, Biên Hòa. Khi đến đoạn đường trên thì chiếc xe bất ngờ mất thắng lao nhanh về phía trước, đụng vào xe tải biển kiểm soát 51C47350. Sau đó tiếp tục đâm vào phía sau chiếc xe bán tải biển số 54X4749 do anh Lê Công Hữu, 26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận điều khiển đang đậu chờ đèn đỏ phía trước. Riêng chiếc xe tải biển số 60C03821, sau khi đụng vào xe tải biển số 51C47350, tài xế đánh tay lái qua bên trái và tiếp tục đụng vào phía sau bên phải của rơ móc biển số 81R00575,
chưa rõ họ tên người điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Sau đó chiếc xe tải biển số 60C03821 tiếp tục đụng vào hông xe tải biển số 29C55400. Cú đâm mạnh đã đẩy chiếc xe tải biển số 29C55400 đi xa hơn chục mét, đụng vào chiếc xe tải biển số 29C55422. Ngoài ra vụ tai nạn còn làm bị thương hai người đi xe máy và làm năm xe tải hư hỏng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Phần cuối chương trình là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, cả nước hiện có 640.000 hectare cà phê. Trong đó diện tích cà phê già cỗi trên 20 tuổi, hết chu kỳ kinh doanh hoặc năng suất thấp, chiếm tới trên 60%. Tuy nhiên, thực tế triển khai tái canh gặp nhiều khó khăn. Hầu hết địa phương chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra. Thậm chí có những diện tích tái canh không thành công. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Đây là vườn cà phê đã thực hiện tái canh của gia đình ông Châu Ngọc Bằng ở xã Quảng Tiến, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Sau 4 năm tái canh, những cây cà phê mới chỉ lớn được như thế này. Và đây được coi là vườn tái canh không thành công. Còn đây là diện tích khác mà những cây cà phê già cỗi vừa được chặt đi. Theo đúng quy trình tái canh thì phải vài năm sau mới được trồng cây mới. 3 năm sau hoặc 5 năm sau bắt đầu mới trồng lại cây cà phê. Nhưng mà cái khó khăn nhất của người nông dân á, hiện bây giờ á, những cái gia đình mà còn con em mà đi học á, thì người ta không trồng được cây cà phê xuống liền thì không có nguồn thu nhập để tạo điều kiện cho con em ăn học. Chỉ tính riêng huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk có 36.000 hecta cà phê. Theo kế hoạch, đến năm 2020 phải tái canh tới 11.000 hecta, nhưng đến nay mới tái canh được hơn 1.000 hecta so với kế hoạch là chưa đạt. Không chỉ ở Đắk Lắk mà cả Lâm Đồng, địa phương dẫn đầu về diện tích tái canh cũng gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do quy trình tái canh kéo dài, vốn đầu tư cho tái canh lớn. Theo đề án tái canh, từ năm 2014 đến năm 2020, các tỉnh Tây Nguyên cần tái canh 120.000 hecta cà phê. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch trồng tái canh nhiều nhất với trên 45.600 hecta, còn tỉnh Đắk Lắk gần 30.000 hecta. Tuy nhiên, với thực tế này, Hiệp hội Cà phê nhận định công việc tái canh còn phải tiếp tục lâu dài hơn dự kiến. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Hàng không tăng giá cháy vé dịp lễ 30 tháng 4. Gần 1/3 dân số Việt Nam mắc bệnh giãn tĩnh mạch. Khánh Hòa, án chung thân cho kẻ đâm chết bạn vì mâu thuẫn cá nhân. Tư vấn hay tiếp thị tuyển sinh.